xem quá trình tôi nhiệt của công ty của tôi nhé. Dầu này mình nhập ở nước ngoài về. Dầu nhập từ Singapore. Được dầu ngoài về nhiệt lên. Nhiệt lên tầm bao nhiêu ra trên? Đây á, hơn 50. Hôm kia đấy anh xong người vào 49. Người cái kia là 49. Bây giờ vào đi. Cần cảnh của cây này có thể lên được tầm khoảng 40-42. Cần cảnh nhiệt. Bây giờ vào nhiệt lên tầm 49-50 ra trên. Cái kia này đúng không? Dầu nhập khẩu từ bên Singapore về đấy. Dầu này nhập khẩu từ Singapore về đấy. Đúng không? Quá trình nhiệt. Thì khém này tầm 25 HPC cho dầu vào thì tầm lên được tầm gấp đôi. 4950 HPC đấy. Nhập vào đây hai mặt nhỉ? Còn hai mặt, mà đây chưa có điều đó. Ừ, tí nữa. Quay nhà mâm hiệp đi, đổ ra để ái. Nhìn chú đi. Nào, có bôi dầu, có dầu đi. Bôi dầu vào. Bôi dầu đều thì nó có nhiệt. Đường đấy. Bôi bôi dầu đi. Bôi dầu cả này. Lật. Đi, ở đây chưa đen này, ở đây chưa đen. Bôi vào chỗ này đi. Phải lắc mà nhiệt cầu. Nhiệt cầu.